Rất nhiều bạn hỏi mình là với 1.000 đô thì nên đầu tư vào con gì? Cái này thì mình sẽ chia thành hai trường hợp. Trường hợp 1, 1.000 đô đối với bạn là một số tiền tương đối lớn và bạn chỉ đầu tư vào những kênh mà có rủi ro thấp, lợi nhuận yêu cầu thì cũng tương đối, không cần quá cao và đây là một kênh đầu tư dài hạn. Trường hợp thứ hai, 1.000 đô đối với bạn là một số tiền không quá lớn, đây là một số tiền bạn có thể mất được và rủi ro các bạn chịu thì cũng có thể cao hơn, lợi nhuận các bạn yêu cầu thì cũng sẽ cao hơn. Nếu bạn đang ở trong trường hợp thứ hai, tức là 1.000 đô này là số tiền có thể mất và khả năng chịu rủi ro của bạn cao ấy, thì các bạn cứ vào những con low cap mà chơi, những con nào mà bạn cảm thấy hype, ví dụ như là có trend game hiện tại này, NFT này, rồi IDO, IEO thì các bạn có thể chơi những kèo đấy. Tuy nhiên thì phải bắt buộc là tìm hiểu về thị trường và có kiến thức về thị trường, bởi vì các bạn đã chịu rủi ro cao rồi mà các bạn còn không tìm hiểu về thị trường, không biết đầu tư đúng con nào nữa mà dính scam là hơi mệt đấy. Còn trường hợp 1 là dành cho những bạn nào chơi theo trường phái an toàn, tức là chúng ta mua hold dài hạn ấy, mua xong rồi để đó không thèm nhìn ví luôn á, hold theo năm, theo tháng và tâm lý của mình không bị biến động quá nhiều bởi vì thị trường. Thứ nhất là có thể bạn đây chỉ là một kênh đầu tư phụ của bạn, bạn không quan tâm. Cái thứ hai nữa là mình cũng không có quá nhiều thời gian và kiến thức để dành cho cái thị trường này, thì bạn có thể tham khảo portfolio của 5 con sau đây với 1.000 đồng mình nhé. Một là BNB, lý do là bởi vì luôn có game để chơi dù uptrend hay là downtrend và Binance vẫn là sàn top 1 thế giới. Hai là AV, bởi vì đây là lending protocol top 1 tại thời điểm hiện tại và đang cross-chain sang những hệ khác như là Polygon, Avalanche, Arbitrum và team thì cũng đỉnh cao và sản phẩm siêu tốt. Con số 3 là NEAR, con này thì tiềm năng tăng trưởng còn nhiều. Nếu mà để nói là ít vài trăm hay là vài ngàn lần thì mình cũng chưa biết được, nhưng mà để hold thì khá là yên tâm. Đội ngũ giỏi, team xịn, backers tốt, có Coinbase nè, rồi hệ sinh thái thì còn rất là nhiều đất diễn trong tương lai. Con thứ tư là DOT, lý do thì cũng giống như NEAR thôi, chủ yếu là team giỏi và tầm nhìn xa. Cuối cùng là Ethereum, lý do thì chắc mình không cần phải bàn nữa nha. Các bạn lưu ý là 5 con trên đây là mình suggest cho những người mà hold dài hạn, thì đây mình nghĩ là 5 con mà có rủi ro thấp và lợi nhuận thì mình cũng chưa biết, nhưng mà mình nghĩ là để hold dài hạn thì khá là yên tâm. Cho nên bạn nào đừng có comment là những con này đã ít rồi còn giới thiệu hay là này kia thì mình cảm thấy không hợp lý, bởi vì cái này mình đang suggest cho những người mà hold dài hạn. Thêm một cái nữa là nếu như bạn cho rằng mình là một người holder, vậy bạn có biết là tư duy đúng của một người holder là sẽ như thế nào không? Khi bạn hold một token hoặc là coin nào đấy thì các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý theo dạng như sau. Mình lấy ví dụ như là NEAR ha. Nếu mà bạn đã xác định là trong tương lai NEAR có thể đạt đến mức là 50 đô với sản phẩm như vậy, team như vậy, đội ngũ và backers như vậy, thì khi mà 5 đô bạn mua ấy, biên lợi nhuận của bạn là ít 10. Nếu như mà giá của NEAR chia đôi, tức là từ 5 đô xuống còn 2,5 đô và bạn review là dự án bạn thấy vẫn tốt, thì khi đấy bạn DCA, biên lợi nhuận của bạn là ít 20. Nếu mà NEAR lại giảm tiếp tục về 1 đô ấy, mà bạn review lại dự án một lần nữa mà bạn thấy mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, NEAR giảm là do biến động chung của thị trường, thì khi đó bạn lại phải càng vui mừng bởi vì biên lợi nhuận lúc này của mình đã là ít 50. Tức là khi bạn vào một dự án, bạn mua token của một dự án là bởi vì dự án đấy tốt và chỉ cut loss khi mà dự án đấy không còn tốt nữa thôi, chứ giá mà càng giảm thì biên lợi nhuận của bạn lại càng tốt. Vậy thì nếu mà sau khi nghe xong bạn cảm thấy bạn là một người holder thực thụ, tâm lý của bạn vững vàng và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái gì và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý chung của thị trường, thì xin chúc mừng bạn, bởi vì trong thị trường crypto này thì rất ít người làm được như thế.